Mạnh ơi làm sao đấy? Có dậy được không Mạnh ơi? Mạnh ơi đầu óc có làm sao không? Em ơi, Mạnh, chân tay xúc có làm sao không? Nguyên đâu? Nguyên ơi chị Nguyên đâu? Nguyên ơi vừa đây mà. Xem trong nhà nha. Xem vào trong nhà xem. Nguyên ơi, chạy đi đâu rồi? Ở nơi đây anh. Ừ, đây rồi em ơi. Khu nhà hoang này à? Nhưng mà anh đang nhìn thấy hai căn này. Đây bên này căn nữa. Ui, hai bên nhà hoang, hoang sơ nhỉ. Ừ. Dạ, cháu kính thưa cô dì chú bác, thì hiện tại anh em chúng cháu đã đến nơi có vong linh đang ở. Thì anh em cháu cũng chưa biết là vong linh là nhai dữ, nên là mọi người cứ phải luôn sát cánh bên nhau. Thì không biết là vong linh ở đây đã lâu chưa, đang cần sự trợ giúp của anh gì của anh em chúng cháu. Thì anh em chúng cháu đang tiến gần vào nơi căn nhà. Đây căn nhà đây cô chú bác, một căn nhà một gian láng qua nhỉ. Mọi người cứ bình tĩnh thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Hai căn, bên kia căn nữa. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Này chắc bỏ hoang lâu rồi sao? Cửa giả làm gì còn gì đâu, trống rỗng hết. Trong này bao nhiêu cột gỗ nhỉ? Ngày xưa họ xây là bằng cái kiểu cột gỗ xuống ấy nhỉ? Thì cột nhà nó chịu được ấy. Thì, chứ bây giờ xây làm gì có cái cột như này. Thì ngày xưa có mấy cái hoành bằng cái ấy là hơi hoành tráng ấy, chẳng hạn. Toàn gỗ to thế. Đấy, đây là căn nhà hoang cô chú bác ạ. Đầy mục hết rồi. Ở đây có ảnh bác này. Cái gì anh? Thành bác Hồ á? Ừ, mục hết. Dạ, con chúng con chào bác ạ. Sửa này. Cái gì đấy? Răng. Xương hàm con gì đấy? To nhỉ? Đấy, trong này tủ kính trước này vẫn còn này, sụp hết rồi. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là kiểu như ngày xưa ngăn là trong buồng nhỉ. Đây là khu trong buồng, mục hết rồi em ạ. Quần áo mục hết rồi, bỏ người ta bỏ. Nhà này lâu lắm thời xưa. Anh thấy gì không? Hả? Con nào mua gì đâu? Ông ơi, có vong linh ở đây á. Con cảm nhận thấy trong này. Ừ. Mạnh ơi làm sao đấy? Có dậy được không Mạnh ơi? Mạnh ơi đầu óc có làm sao không? Em ơi, Mạnh, chân tay xúc có làm sao không?
Em làm sao đấy? Ôi, tôi nghe phải phục một cái Hả? xuống. Đập Em làm đầu xuống sao? à, đập đầu xuống Chạy. à. Chạy vào sau. Kiểu như có người người đạp em ấy. Du em, đạp em. Mạnh thế Đạp mạnh lắm. Đó, còn sao không? Đập đầu xuống à? ừ. Bây giờ trong người thế nào? Có choáng váng không? Đau đau đầu lắm. Đau đầu á? Thế thì cho mạnh ngồi nghỉ một lúc đi, không thế này đau nó mạnh thế này. Vừa đứng đây là cái nó đạp một phát mạnh luôn. Cái chân tay các thứ có làm sao không? Nguyên Nguyên đâu? ơi, Nguyên ơi, Chị Nguyên đâu? Nguyên đâu rồi? Nguyên ơi, Vừa ở đây mà. xem Nguyên trong ơi, nhà, xem vào trong nhà Nguyên xem ơi, chạy đi đâu rồi? em cầm Sợ, nó qua. Nguyên ơi, Nguyên đi đâu rồi? Trong này âm u lắm, trong Nguyên này ơi, tối lắm. Nguyên, Nguyên ơi, Dưới phòng nó có làm gì Nguyên không? Nguyên ơi, chị Nguyên Nguyên ơi, thế khi Nguyên vừa đấy ở đâu? thì ngồi tụng cùng với tôi mà, ngồi cạnh tôi mà. Lúc đấy ông cảm nhận đi, lúc đấy tôi chỉ để ý ông còn Nguyên ngồi bên cạnh mà. Nhưng mà lúc lúc đạp em thì dạy quạt không? Làm gì Em mà bảo anh, em là người cầm máy cơ mà. Ồ. lúc đấy ông Mạnh bị như thế thì chạy vào chỗ ông Mạnh Tôi đi đi thôi, đi không để đi. ý gì đâu. Bình tĩnh bình tĩnh. Tất cả bình tĩnh nhá. Nguyên ơi. Nguyên. Nguyên Chị Nguyên ơi. Chị Nguyên ơi. Nguyên ơi. Nguyên đâu rồi? Nguyên ơi, Chị Nguyên ơi. Nguyên ơi. Nguyên. Chị Nguyên ơi. Anh ơi, ra đằng sau đi, ra đằng sau đi. Ra đằng sau đi. Bới bới ra đi. Trời, rộng lắm em ơi. Mạnh ra đằng kia. Nguyên ơi. Đây thì là tường, làm sao mà đi Nguyên được? ơi. Chị Nguyên ơi. Dưới kia là con sông nữa. Chị Nguyên ơi. Không quá nhờ. Nguyên ơi. Nguyên ơi. Nguyên ơi, anh chào. Không, không, không sao. Bình tĩnh, bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Nguyên ơi. Nguyên ơi. Thế lúc tôi cảm nhận thì là bà ngồi cạnh tôi. Lúc đấy tôi ngồi cạnh ông. Ông Nguyên cũng ngồi cạnh tôi mà. Thế thằng Mạnh quay mà không để ý được gì chị Nguyên à? Thì em biết đâu, lúc em bị đạp cái là em bật xuống rồi. Trong này tìm rồi. Nguyên ơi, đang ở đâu rồi? Có vô lý nhỉ, xe này thì chung cho được. Nguyên xe ơi, này bé mà. Nguyên, Nguyên ơi, Nguyên ơi, liệu có làm hại gì Nguyên không? Liệu nó có làm hại gì Nguyên không? Trời anh ơi. Không sao đấy. Không sao em. Ủa chỗ này rơi sâu thế. Mày ơi lên đi. Anh ơi bới bới đây ra luôn, dưới dưới này nó bên vùng rồi. Nếu chui vào đây nó sẽ phải có tiếng động, em hiểu không? Đúng rồi, đi nó ra soạt nhẹ không? Nguyên ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gấu lên này, cái chỗ dọn dẹp mấy gấu. Duyên ơi, không có ạ. Nguyên ơi, thấy Nguyên hả? Nguyên ơi, Nguyên ơi, cái này rộng rạp, cái này không biết tìm ở đâu, còn gai góc như này nữa. Dưới này rộng lắm. Bây giờ thế này, mày ơi, mày ơi, đi theo anh, mày ơi, vào đây. Đi vào đây, vào đây. Ai ơi, thấy gì rồi à? Chạy, chạy đi, chạy nhanh, nhanh, nhanh. Cháu ngã. Thầy vô rồi, thấy rồi à? Chưa, vô đâu rồi? Sao lại về đây không đi tìm mà? Sao anh? Sắp lễ này xin tân ninh của chị. Làm thôi thì làm Phật. Còn mong đi bạn con. Chị Phương luôn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Để bạn xin tân ninh thổ địa. Tôi chỉ sợ làm hại Nguyên thôi. Mình không tìm được sớm nữa hả Nguyên? Không được rồi. Con nằm ngồi gì đâu phải? Bác quái anh vừa đưa cho em đấy phải không? Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con lại chín phương trời, mười phương Phật chư Phật mười phương, Con lại các thần linh thổ địa ngụ tại khu đất, ngụ tại căn nhà này. Hãy linh thiêng về đây chứng lễ, sang tai mách tiếng cho anh em chúng con. Hôm nay anh em chúng con đến nơi đây theo sự chỉ dẫn của bề trên, nơi đây đã và đang có vong linh cần sự giúp đỡ của anh em chúng con. Thì khi nãy anh em chúng con bước đến căn nhà này, thì chúng con có đi vào trong căn nhà và con đã cảm nhận được có một vong linh của một cô gái ở tại căn nhà này. Thì đúng lúc đó em con bị Du ngã ra, còn bạn con là bạn Nguyên thì lại bị giấu đi. Thì con xin các ngài ngồi cao chiếu xa về đây chứng lễ, sang tai mấy tiếng cho con, là mong vong linh đừng trêu chọc hay đánh đập chúng con nữa, để chúng con có thể trợ duyên cũng như là giúp đỡ vong linh. Còn lại các ngài, các ngài sang tai mấy tiếng cho vong linh, để vong linh cho chúng con biết là bạn con đang bị giấu ở đâu. Còn Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, chúng con lạy bác ạ. Bác giấu không chết tiệt, phù hộ cho chúng con được bình an vô sự bác nhá. Nguyên ơi, Nguyên ơi, Nguyên, Nguyên ơi, Nguyên ơi, Nguyên ơi, Nguyên ơi, ở đâu hãy báo cho chúng tớ biết, chúng tớ còn đi tìm, chúng tớ đến cứu. Đi tìm biết rồi anh ạ. Nguyên ơi, ở đâu báo cho chúng tớ biết. Nguyên ơi. Nguyên ơi, ở đây tìm hết rồi anh ạ. Cứ bình tĩnh nhà anh, bình tĩnh. Nguyên ơi, xem có dấu ở mũi nào không nhá. Nguyên ơi, không có ở đây anh ơi. Có không anh? Không ạ. Không. Mà đây cũng
À, dưới này cũng sâu lắm, không thể đi xuống đây được đâu. Nếu mà cho đứng đây thì con mà chết à. Mái nhà, mái nhà nhìn chưa? Nhìn trên mái nhà. Ra xin nha, nhìn lên trên mái nhà. Bên này không có anh ạ. Mái nhà bên này. Mái nhà bên này. Đây không có anh ơi. Nguyên ơi. Nguyên. Nguyên ơi. Nguyên ơi. Nguyên ơi. Nguyên ơi. Nguyên ơi. Cũng không có. Nguyên ơi. Nguyên ơi. Nguyên ơi, ở đâu vào cho. Lại còn bên này nữa cơ, không biết thế nào. Sang bên kia không anh? Không biết. Này ra phía bên đây nhiều gai góc nữa. Nguyên ơi, chị Nguyên ơi, Nguyên ơi, Nguyên, trong này tôi sợ không vào được đâu, tại vì nó rộng lắm. Anh ơi, rộng lắm người ạ. Không, không, không thấy ở đây, không thấy. Nguyên ơi, Nguyên ơi, hãy trả lời con tớ đi Nguyên ơi. Làm kia anh à? Gì anh? Nguyên ơi, Nguyên ơi. Không có, không thấy. Còn lại các ngài nhá. Các ngài sang tai mấy tiếng phù hộ cho bạn con, cho vong linh đừng giấu bạn con nữa. Con nằm mồ a di đà Phật. Nguyên ơi, không có. Tìm ở đâu đấy bây giờ? Tìm hết tôi rồi anh ạ. Anh giờ làm nào? Tìm khắp chốn rồi. Còn thằng mua gì đâu. Nguyên ơi. Nguyên ơi. Chị Nguyên ơi. Chị Nguyên. Chị Nguyên. Anh ơi. Chị ơi. Chị ơi. Tôi tìm chị Nguyên. Nguyên ơi. Tôi tìm chị Nguyên rồi. Đây đây. Đây đây. Chị ơi. Anh ơi. Cầm cầm. Nguyên ơi. Mày em bình tĩnh bình tĩnh. Nên làm sao được. Nên làm sao được mà lên. Anh ơi, bông bông đi đem lên đi. Bông lên, cố lên. Không, không, không. Không lên được anh ơi. Không lên được, không lên được. Nguyên ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nguyên ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nguyên ơi. Bình tĩnh nhá, mạnh, 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 mạnh. Dạ. Mạnh đứng lên, sợ sợ Nguyên nó rơi nhá. Cẩn thận Nguyên ơi, xuống đây. Đây, giang này, giang này. Lên vai em. Bây 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 giờ. Để em lên anh nhé. Nào, lên đi. Lên đi. Nhưng mà xuống, cho xuống làm sao được. Cố lên tí nữa đi. Đợi, đợi, đợi chị ấy, không. Từ. Không, nâu quá nó rơi đấy.
cứ cho người nghỉ đi, em bắt quán này. Bắt quán này. Chị Nguyên ơi, em đây. Em đây rồi. Cứ giữ giữ chị một lúc để cho bình tĩnh đã. Xong rồi khắc tìm cách xuống. Em đây rồi. Em đây, em đây. Quý này. Thế nào lại chui được lên tận trên này nữa. Em đây. Nguyên ơi. Nguyên. Em đây, em đây. Vô vai mày không? Em đây. Em đây. Chị. Ôi. Ôi. Em đây, em đây. Em đây. Anh ơi. Ôi, anh đây, anh đây. Bây giờ cứ bình tĩnh, em cứ làm thế nào? Em cứ để chị, em gọi chị đi. Nguyên. Nguyên ơi. Cho nó bình tĩnh lại đi, em cho nó bình tĩnh lại đi, không sao rồi đấy, anh dưới này rồi, không sao. Em hai chị em cứ ngồi. Ấy cái bác quái vào cho chị nó bình tĩnh lại. Nó hoảng mà. Giờ làm nào xuống? Nó hoảng mà. Cứ bình tĩnh, em cứ cho chị nó. Cứ cho Nguyên bình tĩnh đã, xong rồi mới tìm cách xuống. Bây giờ lấy chai nước, cho lấy chai nước. Ở đây ngồi rồi. Chị chia chia. Không sao, không sao. Em đây rồi, em đây rồi. Em đây rồi. Em đây, em đây, em đây. Em đây, em đây. Em đây, em đây, buông. Buông đây. Em đây, em đây, em đây. Em đây. Em đây, em đây. Không sao, không sao. Không sao, không sao. Không sao, không sao. Không sao mà. Không sao. Không sao, không sao chị. Cố lên, cố lên. Cố lên. Xong xong rồi nha. Em đưa chị về nhá. Là không lên được lối đấy đâu anh ơi. Nhưng bây giờ anh nên cũng không đi đưa chị xuống kiểu gì. Sao rồi? Cái anh bảo này. Ôm bác quái vào. Vỗ người cho nó tỉnh lại. Chị ơi, em đây. Xong em đưa chị về nhá. Xong em đưa chị về. Nguyên này. Nguyên. Nguyên. Sợ lắm. Nguyên. Xong em đưa chị về. Sợ. Tôi bảo này, Nguyên này. Nghe thấy tôi gọi không? Cho em đưa chị về. Nghe thấy tôi gọi không? Nhìn nhìn. Có bát quái rồi. Có mọi người ở đây rồi, bà không phải lo. Nghe chưa? Không phải sợ đâu, có bọn tớ ở đây rồi. Tìm cách làm sao cho xuống thôi. Bây giờ cứ cho nó bình tĩnh lại đã. Nguyên này. Nguyên. Chị. Em đây mà. Xem chân tay nó có run không, tê gì không? Run, run. Duỗi cái tay ra đi. Run. Nguyên này. Nguyên. Em hỏi nó xem nhận em không? Chị Nguyên. Biết em ai không? Hả? Cố lên, cố lên. Không sợ, không phải sợ. Đây rồi, tôi ở đây rồi. Ngồi im nhá. Chân tay có run không? Ngồi im đi. Nguyên, chân tay có run không? Run, 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 run. Ừ, ngồi im, chị ngồi im để em nghĩ cách. Để em nghĩ cách chứ. Bà cứ ở đây, bà cứ ở đây, bà cứ ở đây. Ngồi im, ngồi im. Không sao rồi. Không sao, không sao. Uống, 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 uống. Nghiến này, nghiến này. Nghiến ngay. Không sao, không sao rồi. Cho em đây rồi. Nghiến đi. Nghiến nhá, nghiến nhá. Ngoan ngoan. Trên chuối á. Gãy anh ơi. Anh khác đọ nữa. Cứ bình tĩnh. Ngồi im, ngồi im, ngồi im. Ngồi im, ngồi im. Em đây. Em đây mà. Im. Thôi hết sợ đi. Không sao cả, không sao cả. Mọi chuyện là may mắn hết rồi.
Ngoài chuyện rất may mắn rồi. Ngoài chuyện may mắn rồi. Ngoài chuyện may mắn rồi. Ê, đấy, em cứ đạp vào chân rồi đấy. Xong à, một chân ở dưới này, xong có đâu anh đỡ. Xéo lên vai anh, nghe chưa? Nguyên, cho chị Nguyên xuống trước. Em xuống sau, nghe chưa? Bây giờ xuống rồi. Em phải xuống sau. Bây giờ bảo Nguyên đấy. Bảo Nguyên, bám tay vào cái thành ấy chắc vào. Cho chân xuống trước. Cho một chân trước đi, tôi đã ở đây rồi. Không phải lo, cứ bình tĩnh, không phải lo, không có gì cả. Tôi ở đây rồi. Nhá. Bám chặt vào. Quay người lại. Quay người lại nó có thấy không? Quay người lại. Đấy. Bám một tay đây, một tay đây. Tụi chân. Tụi chân xuống. Thế. Tụi chân xuống. Cho một chân xuống trước. Cho một chân xuống cây chuối. Đấy, cây chuối đấy, tôi đỡ rồi. Tôi đỡ rồi, cứ xuống đi. Rồi rồi, lấy chân bên này đạp bên này. Được rồi, xuống đi. Đã đi đi. Được rồi. Được rồi, xuống đi. Cứ bình tĩnh. Đây, đạp chân bên này. Đấy, xéo vào vai nhá. Mạnh đỡ tay chị nhá. Rồi. Nhá này. Nhá này. Mà ra ngoài cho mát. Mà ra ngoài. Đợi 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 để cho mày xuống đây nhá. Mày xuống đây mày. Đây đây, em đạp tạm đấy, đạp vai. Đạp vai. Thôi anh tụt chân thôi. Tụt chân thôi. Đây à. Ôi cái mắt quái không? Cho ra ngoài đi. Đi ngồi đi, ngồi đi. Bạn đây rồi. Ôi. Mắt quái đó. Mày làm sao không? Chị ơi. Chị. Em đây. Chị ơi. Em là sao? Không. À. Em gọi chị Nguyên quá. Quên. Bạn đây rồi. Ngã rồi. Ngã chết. Quên. Đi. Quên. Tôi bảo này. Nhận ra tôi không? Hả? À. Ai? Đi đi. Ai? Thôi được rồi, được rồi. Ok ok. Không sao. Tôi đây rồi. Nhá. Không phải sợ. Nguyên ơi. Bọn tớ ở đây rồi. Bọn tớ ở đây rồi. Người ta chỉ trêu mình thôi. Chứ người ta không có ý định hại mình. Chứ nếu người ta ý định hại mình thì bà không ngồi yên được như vậy đâu. Nên không phải lo, nghe chưa? Tôi, Nguyệt và em nó ở đây rồi. Nghe chưa? Chân tay có đau ở đâu không? Hả? Có đau ở đâu không? Đầu có đau không? Hả? Có khó thở gì không? Chóng mặt gì không? Uống nước chưa? Còn nước không? Hả? Có đau đầu gì không? Ba lô ấy. Hả? Ba lô. Có đau đầu gì không? Chân tay có đau ở đâu không? Hả? Uống nước cho tỉnh đi. Ai quá anh ạ. Nguyên ơi. May quá tìm được rồi. Nguyên ơi uống nước cho. May quá, lúc đấy tôi sợ không tìm được cậu. Em sợ
Mày có làm sao không? Không anh ạ. Bọn tớ ở đây rồi, đừng sợ. Bọn tớ ở đây rồi. Bọn tớ ở đây rồi. Ngại quá anh ạ. Làm thế nào bây giờ? Cháu ơi, làm thế nào bây giờ? Quên. Hại quá anh ơi. Ai đây? Ai đây? Ai đây? Nhưng Nguyên mệt lắm rồi. Anh nhà mình về cho chị Nguyên nghỉ. Hả? Để cho chị Nguyên nghỉ.